Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 372 đến chấp 375, chương 410 đến 414. Vân Thiên La quanh năm bế quan, từ lâu đã không hỏi tới những chuyện phàm tục thế này. Nếu không hắn đã không để yên cho Tam Tông phải chia thành ba thế lực. Ánh mắt Vân Thiên La quét qua Tam Đại Tông Chủ. Chuyện này là thật. Tông Chủ Vân Tông Vân vô cực quỳ xuống nói, chuyện này. Tổ sư gia, xin ngài hãy nghe ta giải thích. Chuyện của Đinh Phồn Thu ta đã phái đặc sứ lý Vân Đạo mang Hắc Mộc Liên tới để bồi tội với Ma Thiên Các, xem như thanh toán xong. Còn việc vây công cơ tiền bối và ám sát nhị tiên sinh Ma Thiên Các là do người của Vân Tông tự ý gây chuyện, bọn họ gieo gió gặt bão, không thể trách những người khác được. Vân vô cực cúi đầu nói. Minh Thế Nhân cười nói, vậy còn tạm được, nhưng mà ta phải sửa chữa một chút, gia sư giết La Trường Khanh là để bảo vệ mình, như vậy người sai là các ngươi. Theo lý mà nói, Vân Tông nên chịu tội với gia sư mới phải. Đệ tử Tam tông lập tức ngẩng đầu nhìn lên xuyên vân phi liễn. Lời này nghe cứ quái quái thế nào, nhưng lại không sai. Tựa như một kẻ xấu vác dao đi chém người khác, chém không được còn bị người ta chém ngược, vậy ai sai ai đúng đây? Minh Thế Nhân nói lời này khiến La Sĩ Tam Á khẩu không trả lời được. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc. La Sĩ Tam, ngươi là người duy nhất còn sống dưới kiếm của nhị sư huynh ta. Dựa vào hiểu biết của ngươi đối với huynh ấy, liệu huynh ấy có thể làm ra loại chuyện ti tiện như ngươi nghĩ không? La Sĩ Tam sửng sốt. Tuy hắn không tiếp xúc nhiều với Ngu Thượng Nhung nhưng hắn có thể khẳng định Ngu Thượng Nhung không phải là loại tiểu nhân ti tiện. Trái lại sư đệ La Trường Khanh càng có khả năng hơn. Hắn hiểu rõ người sư đệ này, La Trường Khanh thường dùng một số thủ đoạn khác người để đạt được mục đích. Nói tới đây, Vân Thiên La chậm rãi ngẩng đầu, về cơ bản đã hiểu rõ chân tướng sự tình. Ánh mắt hắn trầm xuống, nói, Vân vô cực. Tổ sư ra. Ngươi lại đây sắc mặt vân thiên la không được tự nhiên lồng ngực như đang nghẹn thứ gì thở không ra hơi vân vô cực không biết tổ sư ra muốn làm gì đành ngoan ngoãn bước tới vân thiên la đột nhiên nâng tay lên dáng một tát vào mặt vân vô cực không hề lưu tình thậm chí còn mang theo một chút cương phong chát thanh âm trong trẻo hữu lực vang lên rõ ràng cái tát rất mạnh một bên má vân vô cực đã sưng đỏ đi đi vân thiên la nói đến dập đầu xin lỗi cơ huynh vân vô cực sửng sốt Minh Thế Nhân nhìn cảnh này mà thấy buồn cười, thầm nghĩ, tu vi tổ sư gia tam tông đúng là đã hạ xuống nhiều, cũng chỉ có thể tát người ta một cái. Lục Châu khẽ thở dài, Vân Thiên La đã lớn tuổi, lực chân nhiếp không còn được như xưa. Tam tông đã sụp đổ từ lâu, hiện tại phân thành các phe phái độc lập, chuyện này khiến Lục Châu nhớ tới cơ thiên đạo. Lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể tát người ta mà thôi. Không cần đâu, Lục Châu mở miệng nói, hửm, bản tọa luôn phân rõ phải trái. Nề mặt Vân Thiên La, bản tọa sẽ không so đo với Vân Tông, nhưng nếu lại tái phạm. Lục Châu nói xong khẽ hừ một tiếng khiến toàn bộ người Vân Tông không rét mà run. Trong lòng Lục Châu thầm nghĩ, việc này tốt nhất nên dừng ở đây, nếu thật sự trở mặt thì cả hai bên đều không có lợi. Hơn nữa, nếu quỳ xuống xin lỗi là xong thì nắm đấm mạnh còn có ý nghĩa gì? Nhận một quỳ của hắn cũng không làm tu vi Lục Châu tăng lên được tẹo nào. Không ngờ Vân Thiên La lại rất cảm động, không người nói lão phu thay mặt tam tông tạ ơn cơ huynh lục châu phất tay áo thản nhiên nói việc nhỏ thôi nói xong lục châu xoay người đạp không bay lên bước về phía xuyên vân phi liễn phan ly thiên lãnh la và tiểu diên nhi đồng loạt theo sau không ai dám ngăn cản thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám lực uy hiếp của lão nên các đủ để cho tam tông không dám vọng động quay về phi liễn minh thế nhân lập tức vỗ mông ngựa sư phụ thần uy cái thế lộ bình của la tông cấp tốc bay tới nói để ta đưa tiễn các vị đám người tam tông không còn gì để nói tên lộ bình này đúng là làm mất hết mặt mũi la tông nhưng bọn hắn cũng không tiện nói gì đã mang đại lão tới đây thì đưa người ta ra ngoài cũng phải chẳng lẽ bọn hắn còn có thể lao lên đánh nhau tập thể hoa vô đạo là người cuối cùng rời khỏi thánh địa hắn không nói gì chỉ chắp tay với đám người một cái rồi đạp không bay lên vân thiên la chắp tay nói với lục châu cơ huynh sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hai vị đại lão đối diện nhau ở khoảng cách xa. Lộ Bình bước lên thay chỗ Minh Thế Nhân, lái phi liễn bay qua từng tầng bình chướng cho đến khi xuyên vân phi liễn biến mất ở chân trời. Các đệ tử Tam Tông đồng loạt thở phào một hơi. Tổ sư Gia Vân Thiên La đột nhiên lắc đầu nói, Nam Cung Vệ, Vân Vô Cực, Phong Nhất Chỉ. Tông chủ Tam Tông giật nảy mình, lập tức chạy đến quỳ xuống trước mặt tổ sư Gia. Những đệ tử khác cũng không dám nói lời nào, chỉ biết cung kính đứng yên. Lão phu có phải là vô dụng lắm không?" Vân Thiên La chợt nói. "Đệ tử không dám." Đám người nam cung vệ hốt hoảng. "Các ngươi có biết bên trong bàn cờ đó phong ấn cái gì không?" Thanh âm Vân Thiên La trở nên cực kỳ hỏa hoãn. Ba người lắc đầu. "Không biết ạ." À, nam cung vệ vừa rồi vẫn đứng nhìn hai người đánh cờ, thấy kiếm cương đầy trời và thánh địa phát sáng nhưng cũng chỉ cho là hai người đang đấu pháp. Vân Thiên La lại lắc đầu lần nữa. Nhìn về phía Tam đại tông chủ mà thở dài. Lão phu không truyền bàn cờ cho các ngươi chính là vì nguyên nhân này. Bên trong đó phong ấn bí mật khi lão phu xung kích cửu diệp. Tổ sư gia, toàn thân Nam cung vệ, Vân vô cực và Phong nhất chỉ run lên, dập đầu xuống đất. Vật trọng yếu như vậy mà tổ sư gia lại đem cho người ngoài chứ không phải Tam tông. Tại sao chứ? Ánh mắt Nam cung vệ phức tạp, hắn đứng lên hỏi. Bởi vì các ngươi không xứng Vân Thiên La phất tay áo xoay người, giọng nói vang dội rung trời như thể đang hồi quang phản chiếu. Người xung kích cửu diệp, chỉ có một con đường chết. Một con đường chết, ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ còn cách bát diệp rất xa, đương nhiên không rõ những kiên kỵ của cấp độ này. Mấy năm nay lão phu bế quan vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc vấn đề phát sinh khi xung kích cửu diệp là gì. Ta đã nghĩ hết biện pháp, thậm chí còn phong tồn ký ức của mình. Ngàn năm trằn trọc, lão phu rốt cuộc nghĩ thông suốt một chuyện hắn dừng lại một lát rồi nói, đó chính là nan đề nên giao cho người càng thông minh hơn để giải quyết. Rất nhiều tu hành giả không nguyện ý giao tâm đắc và cảm ngộ đột phá của mình cho người khác. Bản ghi chú chép tay của các đại tu hành giả thông thường còn chân quý hơn những công pháp tu hành cao dài. Nhưng Vân Thiên La đã nghĩ rõ ràng. Đại đạo kỳ thực rất đơn giản, nếu bản thân mình không cách nào làm được thì sao không giao nó cho những người có khả năng hơn. Cũng như lời cơ huynh đã nói, ai quy định chân lý thì không thể phá vỡ đây là lý do vân thiên la lựa chọn đánh cờ với lục châu rất đơn giản nếu hắn chuyển bàn cờ này cho ba vị tông chủ thì đó không phải là đại lễ mà chính là lưỡi hái của thần chết tổ sư ra ngài đánh cờ với ma thiên các chính là vì việc này nam cung vệ nghi ngờ hỏi đúng vậy vân thiên la chậm rãi xoay người lại có biết vì sao lão phu muốn các ngươi phải dập đầu xin lỗi với cơ huynh không ba người lại lần nữa lắc đầu lần này ngay cả kiếm thánh la sĩ tam sắc mặt khó coi ngồi gần đó cũng phải nhìn sang vân thiên la đạm mạc nói lão phu có dự cảm hắn sẽ tìm được phương pháp đột phá cửu diệp vừa dứt lời cả thánh địa lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn tổ sư gia vân thiên la nếu là ai đó nói câu này sẽ không có người nào thèm để ý lại còn khịt mũi coi thường nhưng người vừa nói chính là tổ sư gia tam tông vân thiên la sao có thể Nam cung vệ tỏ vẻ không thể tin được. Cơ huynh lớn tuổi hơn lão phu, nhưng vừa rồi khi lão phu đánh cờ với hắn lại cảm nhận được hắn có một cỗ sinh cơ sâu không thấy đáy. Đây không thể nào là loại sinh cơ tồn tại trên thân một người sắp đến đại nạn thọ mệnh. Trong lòng Tam đại tông chủ cuộn trào từng cơn sóng dữ. Bọn họ nhớ lại vừa rồi kiếm Thánh La Sĩ Tam dùng một chiêu công kích quỷ khốc thần sầu nhưng lại bị các chủ ma thiên các hời hợt đánh bại chỉ bằng một chưởng nhẹ nhàng. Đây thật sự là việc mà một người sắp đến đại nạn thọ mệnh có thể làm ra. Các ngươi vốn đã không có lý, mà cho dù người đúng là các ngươi thì cơn giận này cũng phải nuốt xuống hết cho lão phu. Nói xong, Vân Thiên La xoay người bước ra khỏi thánh địa. Ba người hoàn toàn ngây ngẩn. Đám đệ tử xung quanh đồng thanh cất tiếng, cung tiễn tổ sư ra. Xuyên vân phi liễn vượt qua mấy chục tầng bình chướng, rời xa hai mươi tòa sơn phong, tiến vào biển mây rộng khắp. Tiểu Diên Nhi gãi đầu, nhớ lại lời minh thế nhân vừa nói lúc nãy bèn hỏi sư phụ tứ sư huynh nói có lý tại sao chúng ta không giết sạch vân tông đi lộ bình lảo đảo suýt té xuyên vân phi liễn lập tức hơi nghiêng ngả à. thật xin lỗi thật xin lỗi lộ bình chỉ muốn tát mình một cái cho tỉnh sao tự nhiên lại nhanh mồm sung phong đi tiễn chân mấy vị đại lão này chứ lúc đó đầu mình bị cửa kẹp sao ta nhưng nghĩ lại đám trưởng lão nhược trí của la tông chắc chắn sẽ chỉ trích hắn thôi thì chạy lẹ cũng tốt nghe các đại lão thảo luận mấy chủ đề cao cấp xem như có lời tiểu diên nhi bổ sung thêm như tên cầm lái phi liễn này chẳng hạn chẳng phải chúng ta nên chém hắn thành tám khối sao phi liễn lại nghiêng ngả thêm một lần lục châu vừa vuốt râu vừa nhìn cảnh trời mây sông nước trước mặt tiểu nha đầu đúng là đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều ít nhất nàng đã nghe hiểu đạo lý trong lời minh thế nhân nói không đợi lục châu trả lời minh thế nhân đã cười nói tiểu sư muội nơi đó là địa bàn của tam tông có mấy chục tầng bình chứng và rất nhiều cao thủ, chúng ta không cần thiết phải trở mặt. Đương nhiên vẫn phải nói đạo lý, nếu không bọn họ lại truyền đi, cho là ma thiên các chúng ta dễ bị ức hiếp. Nha! Còn nữa, chúng ta cũng phải nể mặt Vân Thiên La. Ông ta đánh cờ thiên địa với sư phụ, vì để trả lời câu hỏi của sư phụ nên đã hao tổn 20 năm thọ mệnh, người ma thiên các chúng ta cũng hiểu đạo lý chứ. muội nói xem có đúng không? Tiểu Diên Nhi gật đầu như gà mổ thóc. Ta hiểu rồi, tạ ơn sư phụ. Minh thế nhân gãi gãi đầu, "Không đúng, muội nên cảm tạ sư huynh ta đây mới phải chứ." Lộ Bình ngơ ngác, "Đại lão nên thảo luận chuyện cửu diệp hay thọ mệnh mới phải, sao lại biến thành mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này rồi?" Tinh dạy bảo tiểu Diên Nhi, thu hoạch được 100 điểm công đức. Lục Châu liếc mắt nhìn thông báo của hệ thống, âm thầm gật đầu. Đúng lúc này, Lộ Bình đột nhiên chỉ tay về phía khu vực đen ngòm dưới đất, thốt lên, "Không đúng." Minh thế nhân lập tức bước tới đứng cạnh vị trí cầm lái để quan sát sau khi xem xong hắn nói sư phụ bên dưới xuất hiện tình trạng khô héo trong phạm vi lớn lục châu chắp tay sau lưng đứng lên tới rìa phi liễn nhìn xuống lãnh la phan ly thiên và hoa vô đạo cũng lập tức theo sau dưới mặt đất toàn bộ cây cối trên ngọn núi đều trở nên khô héo hoa cỏ cũng không còn chút sinh cơ nào bay chậm lại tuân mệnh phi liễn giảm tốc độ rồi bay thấp xuống chậm rãi lướt qua đám cây cối khô héo bên dưới xuyên vân phi liễn duy trì tốc độ đó bay từ từ như một chiếc thuyền con trôi trên sông, phía sau kéo theo chiếc đuôi dài rồi dần dần bay đi mất. Lộ Bình có thế nào cũng là trưởng lão trẻ tuổi nhất của La Tông, hắn không chỉ am hiểu luyện khí để chế tạo vũ khí mà còn cầm lái phi liễn rất tốt. Cây cối và hoa cỏ bên dưới ngoại trừ bị khô héo trên diện tích lớn ra thì không còn gì bất thường. Lộ Bình cố gắng nở nụ cười phục vụ các vị đại lão. Sau một khoảng thời gian quan sát, hắn phát hiện chỉ có vị đồ đệ nhỏ tuổi nhất mới có vẻ đơn thuần và dễ nói chuyện thế là lộ bình quay đầu cười sắn lạn với tiểu diên nhi cửu cửu tiên sinh ngài thấy ta cầm lái thế nào tiểu diên nhi lườm hắn một cái rồi nói tạm tạm nếu là lúc trước lộ bình mà dám hỏi nàng câu này sẽ bị nàng đập cho một phát nhưng nghe lời minh thế nhân nói tiểu diên nhi cảm thấy rất có đạo lý nên mới qua loa đáp lời lộ bình a à, tạm tạm lộ bình gãi đầu không phải chứ ngoại trừ lúc nãy sóc này hai lần ra thì còn lại đều suôn sẻ mà sao lại bị đánh giá thấp như vậy kém xa tứ sư huynh ta. Tiểu Diên Nhi đáp. Lộ Bình liếc nhìn Minh Thế Nhân đứng bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, ây già, ngay cả tứ tiên sinh Ma Thiên Các cũng chỉ là người cầm lái. Xem ra vị trí lái phi liễn này của ta cũng rất là vinh quang nha. Minh Thế Nhân quan sát khu vực héo rũ bên dưới, bỗng nói, sư phụ, khu vực khô héo đang ít đi. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lãnh La đứng bên cạnh quan sát cũng nói, chuyện này không đơn giản, chẳng lẽ có người đang giở trò. Phan Ly Thiên nhớ tới cảnh tượng hắc mộc xâm lâm bị đại hỏa thiêu đốt, nơi đó cũng khô héo một mảnh thế này. Lão hủ nghi ngờ có người đang muốn làm chuyện nghịch thiên nên mượn sức sống của cây cỏ để sống tạm bợ. Đại lão rốt cuộc đã chịu thảo luận mấy chủ đề cao cấp, Lộ Bình liều mạng vảnh tai lên lắng nghe. Lục Châu nói, kẻ muốn sống tạm bợ trong lịch sử có rất nhiều, nhưng không kẻ nào có kết cục tốt. Trong lịch sử tu hành giới, có rất nhiều tu hành giả vì muốn kéo dài thọ mệnh mà đã nghiên cứu ra đủ loại thủ đoạn đám người này không có điểm tốt nào của bát diệp mà lại học đủ điểm xấu. Sư phụ, hay là để đồ nhi xuống dưới điều tra? Minh Thế Nhân nói. Không cần. Lục Châu nhìn về phía Ma Thiên Các. Trước tiên cứ về Ma Thiên Các đã. Tại Ích Châu, trong phân đà U Minh Giáo. Vua Chính Hải chỉ tay vào phía tây trên địa đồ, nói. Toàn bộ tình huống của Ích Châu đã nằm trong sự khống chế của U Minh Giáo. Nhân mã của Ngụy Trác Ngôn không chịu nổi một kích, trong vòng một tháng ích châu sẽ trở thành thiên hạ của u minh giáo ta tư vô nhai lên tiếng ngụy trác ngôn phụng mệnh đến đây trấn áp đáng tiếc hắn không phải thống soái thật sự của tam quân tuy vậy chúng ta cần phải cẩn thận lý cẩm y sư đệ nói có lý lý cẩm y liên tục xuất thủ hai lần đúng là có chút thủ đoạn vu chính hải gật đầu hiện tại điều ta lo lắng không phải là nhân mã của ngụy trác ngôn mà là tư vô nhai chỉ tay vào vị trí lâu lan dị tộc vu chính hải nhíu mày một khi ít châu loạn nếu lâu lan thừa lúc nhà vắng mà vào thì chúng ta sẽ hai mặt thụ địch tư vô nhai phân tích vua chính hải gật gù vậy phải phái người đề phòng việc này nghĩ tới cảnh hai mặt đều thụ địch vua chính hải đột nhiên hỏi ma thiên các có tin tức gì không tư vô nhai đáp sau khi bình chướng biến mất đám danh môn chính đạo vẫn luôn quan sát để chuẩn bị cho kế hoạch đồ ma vua chính hải mỉm cười nói kế hoạch đồ ma muốn giết sư phụ lão nhân ra người tư vô nhai gật đầu có điều, hình như nhị sư huynh đã làm lành với sư phụ. Vu Chính Hải nghe vậy liền cau mày, chậm rãi ngồi xuống. Có ngu thượng nhung quay về ma thiên các, đám danh môn chính đạo làm sao còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chát, Vu Chính Hải đột nhiên vỗ mạnh tay lên bàn khiến nó vỡ nát. Hắn hử một tiếng. Ta vốn không vừa mắt với cách làm việc của nhị sư đệ. Bây giờ đệ tin ta chưa? Ách, tư vô nhai giật mình, có liên quan gì tới ta đâu chứ? nhị sư huynh viết một danh sách tử vong gồm tên của những kẻ từng vây công kim đình sơn lúc trước phàm là người có tên trên danh sách đều là vong hồn dưới kiếm tư vô nhai nói vu chính hải khinh thường với cái tính tình này của đệ ấy sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt thòi cho rằng vào bát diệp rồi thì trên đời này không ai làm gì được mình hay sao nếu không phải vì đám danh môn chính đạo có trận pháp bình chứng và đan dược thì u minh giáo đã thuận thế đánh hạ toàn bộ các môn phái khác để tạo thành một thể thống nhất Chẳng hạn như thập tuyệt trận của thần đô, Vu Chính Hải đã nghiên cứu nhiều năm vẫn không tìm được phương pháp giải quyết thích hợp. Đại sư huynh, chúng ta vẫn nên xem trọng tình hình trước mắt thì hơn. Ta đề nghị, sau khi lấy được Ích Châu thì thuận đường tiến về phía bắc, lấy luôn Lương Châu." Tư Vô Nhai nói. Vừa nghe vậy, Vu Chính Hải vui mừng mỉm cười nói, "Tốt lắm." Hắn giơ tay vỗ vai Tư Vô Nhai, "Có sư đệ ở đây, lo gì không giành được thiên hạ." Bên trong kiếm khư lăng mộ tràn ngập hắc ám, chỉ có một lỗ hổng tròn trên đỉnh dõi xuống một chút ánh sáng yếu ớt. Hai bóng đen đứng bên ngoài thất tuyệt kiếm trận nhìn về phía đám phi kiếm đang không ngừng phi hành. Ngươi xác định, có thể giúp ta đạt tới lực lượng cửu diệp. Một bóng đen lên tiếng. Kẻ còn lại đáp bằng giọng khàn khàn. Ha ha, ngươi cho rằng cửu diệp là cơm trắng, ai cũng có thể ăn hay sao. Cửu diệp thì không có cửa đâu, nhưng mà, có thể vượt qua bát diệp. Ba mã, nếu ngươi làm không được thì đừng hứa hẹn ngươi đã đáp ứng ta rồi. Trương Viễn Sơn, ngươi nằm trong danh sách của Ngu Thượng Nhung, không còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu không đồng ý thì ngươi có thể cút đi ngay bây giờ. Giọng ba mã trầm thấp và hữu lực. Đứng bên cạnh hắn chính là trưởng môn chính nhất đạo, Trương Viễn Sơn. Sau khi chính nhất đạo bị diệt, Trương Viễn Sơn không còn chỗ trốn, lại bị không ít người ghét nên bây giờ chẳng khác nào chuột chạy qua đường, lẩn trốn khắp nơi. Danh sách tử vong của Ngu Thượng Nhung khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên nhìn từng đại lão trong tu hành giới không ngừng bị kiếm ma ngu thượng nhung xuất quỷ nhập thần chém giết, hắn cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Được, hai mắt Trương Viễn Sơn trừng lớn, không cam lòng nhả ra một chữ. Ba mã tự tin nói, ta đã bỏ ra cả đời mới nghiên cứu thành công việc lợi dụng vu thuật để thu nạp năng lượng sinh mệnh. Ta đứng cùng một thuyền với ngươi, hãy tin tưởng ta. Vậy ngươi bảo ta tới nơi này làm gì? Trương Viễn Sơn không thể nào hiểu nổi. Ba mã không đáp, hắn chậm rãi nâng tay lên, từng đạo năng lượng màu tím không ngừng thu nạp năng lượng trong thất tuyệt kiếm trận. Đám phi kiếm trên bầu trời hình như không hề cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Nơi này là điểm giao nhau trí dương trí cương, tất có cường giả tu hành, đáng tiếc là ta không tìm ra hắn. Nhưng mà, ba mã chỉ tay về phía cỗ thi thể trong thất tuyệt kiếm trận, thứ này cũng không tệ. Thi thể, Trương Viễn Sơn nghi hoặc hỏi. Ngay lúc hắn đang chưa kịp hiểu thì đột nhiên, răng rắc, răng rắc, cỗ thi thể kia bắt đầu chuyển động thuật điều khiển khôi lỗi trương viễn sơn cả kinh đó là một vị cao thủ phật môn ba mã thản nhiên nói ngươi định làm gì trương viễn sơn hỏi ta sẽ lợi dụng toàn bộ năng lượng sinh cơ để gia tăng lực lượng cho ngươi nhớ kỹ ngươi chỉ có từ hai đến ba lần xuất thủ trong mắt trương viễn sơn lóe lên vẻ không cam lòng sau đó gật đầu hai tay ba mã đánh ra luồng khí màu tím hắn ngửa đầu nói cầu nguyện thanh âm vang vọng trong kiếm khư lăng mộ kiếm trận trên không bắt đầu rung động tán dương ba mã bắt đầu tụng niệm những âm phù kỳ quái khi âm phù hội tụ vào một chỗ lỗ hổng trên đỉnh lăng mộ đột nhiên sáng ngời xung quanh thất tuyệt kiếm trận xuất hiện một vòng tròn vu thuật năng lượng bắt đầu hội tụ trương viễn sơn hưng phấn nhìn cảnh tượng này trong đầu không khỏi nghĩ tới thời điểm bản thân nắm giữ lực lượng vượt qua cả bát diệp bên ngoài kiếm khư luồng khí màu tím lan tràn trên mặt đất không ngừng mở rộng ra nó đi đến đâu cây cỏ hoa lá lập tức khô héo đến đó trong khi đó ở những địa phương khác cũng xuất hiện luồng khí màu tím này không ngừng thu nạp năng lượng từng mảnh cây cối nhanh chóng héo rũ bên bờ hồ cách kim đình sơn mấy chục dặm trên thảm cỏ có một bộ y phục trắng và một chiếc áo choàng trắng được gấp gọn gàng mà trong rừng cây gần đó đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu tím đang chậm rãi lan tràn nhanh chóng thu nạp sinh cơ và năng lượng của cây cỏ xung quanh cây khô cằn hoa héo rũ đám phi cầm bay loạn tứ tán. Một số phi cầm không cam lòng bay vào bên trong vòng tròn màu tím, lập tức bị vòng tròn kia giam giữ không bay lên được. Chỉ trong giây lát, nó đã biến thành một đống xương trắng, ủng ục, ủng ục. Vòng tròn màu tím bốc ra bong bóng chẳng khác nào một hồ dung nham đang sôi sục. Đúng lúc này, soạt, một đạo thủy lãng bắn thẳng lên bầu trời, cương khí vườn quanh, nước đọng xung quanh bị sấy khô chỉ trong giây lát, để lộ ra một nữ nhân tóc dài như thác, da thịt trắng như tuyết. Khi nàng mở mắt ra, đống quần áo bên bờ hồ bay về phía nàng. Dáng người nàng uyển chuyển bước đi, thủy lãng rơi xuống mặt hồ để lộ ra gương mặt nàng. Xinh đẹp tựa thiên tiên không nhiễm chút khói lửa trần gian. Diệp Thiên Tâm nhìn lại mái tóc đen như thác óng ả dưới ánh mặt trời, lại nhìn vài giọt nước làm ướt bộ y phục trắng trên người mình, nàng khẽ chau mày. Thoáng điều động nguyên khí, nước động lập tức bị sấy khô. Nàng thở dài một hơi, vẫn còn kém một bước. Diệp Thiên Tâm đạp không đi vào bờ, vừa đi được mấy bước nàng đã phát giác ra điểm dị thường. Hà, thân ảnh nàng lóe lên, phút chốc đã xuất hiện trong rừng cây. Diệp Thiên Tâm đưa mắt nhìn bốn phía, một mảng rừng cây khô héo hoàn toàn không phù hợp với môi trường xung quanh. Vu thuật, đại vu. Diệp Thiên Tâm đã rời núi từ lâu, trong quá trình xây dựng Diễn Nguyệt Cung nàng cũng từng biết tới vu thuật. Thấy cảnh tượng này, nàng không khỏi kinh ngạc. Diệp Thiên Tâm bay lên cao, phi hành về phía một mảnh rừng khác. Khoảng cách với Kim Đình Sơn ngày càng xa cho tới khi hoàn toàn không còn nhìn thấy ngọn núi nữa. Bay được mấy chục dặm, nàng lại phát hiện tình trạng cây cối khô héo. Không cần nghiệm chứng nữa, trực giác nói cho nàng biết nơi này có dị biến. Diệp Thiên Tâm bay lên cao, cho tới một độ cao vừa đủ, nàng nhìn về phía Ma Thiên Các. Nơi này quá xa xôi, dù trời nắng ráo sáng sủa cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Kim Đình Sơn, không cách nào nhìn rõ tình huống. Diệp Thiên Tâm hạ xuống mảnh rừng bên dưới, dừng lại cạnh một vòng tròn màu tím dưới đất. Nàng nâng bàn tay trắng mịn lên, đa tình hoàn sáng ngời như ngọc nhanh chóng xoay tròn. Ủ! Đa tình hoàn lượn vòng xung quanh, bay qua vòng tròn màu tím rồi trở về trong tay nàng. Khôi lỗi! Bên trong vòng tròn màu tím không có vật chết nên không có khôi lỗi để điều khiển. Diệp Thiên Tâm phán đoán tên đại vu hiện tại không có mặt ở đây. Có thể thi triển ra vòng tròn vu thuật cường đại như vậy, thực lực của tên đại vu này rất không đơn giản. Trầm ngâm một lát, Diệp Thiên Tâm lại bay lên không trung, có người, Diệp Thiên Tâm hồ nhỏ. Nàng đột nhiên nhìn thấy ở đằng xa có một đội ngũ mấy chục người đang phi hành tới đây. Diệp Thiên Tâm không lùi bước mà bay thẳng về phía đội ngũ. Đó là một nhóm mấy chục tăng nhân đang ngự không phi hành tạo thành phương trận. Diệp Thiên Tâm không tiến lại gần, nàng vẫn luôn không có ấn tượng tốt với tăng nhân. Ngay khi nàng đang định thi triển đại thần thông rời đi thì một tăng nhân đột nhiên truyền âm nói lớn: "Nữ thí chủ, xin dừng bước!" diệp thiên tâm nhíu mày hỏi chuyện gì nữ thí chủ xin đừng hiểu lầm bần tăng pháp hiệu là hư tĩnh là phương trượng của thiên tuyển tự chỉ trùng hợp đi qua nơi đây thiên tuyển tự hư tĩnh nữ thí chủ biết lão nạp sao pháp sư hư tĩnh hơi kinh ngạc hỏi lại diệp thiên tâm đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết ta còn có việc thứ cho không thể phụng bồi thí chủ xin hỏi nơi này còn cách kim đình sơn bao xa hư tĩnh lại lên tiếng diệp thiên tâm cảm thấy rất buồn cười bay về phía trước thêm một đoạn đường chẳng phải sẽ nhìn thấy hay sao mà còn hỏi nếu không phải đã biết rõ chuyện của thiên tuyển tự nàng đã rời đi từ lâu không biết diệp thiên tâm nhả ra hai chữ rồi xoay người đi thẳng nữ thí chủ ông một tòa pháp thân bách kiếp động minh lục diệp lập tức xuất hiện giữa trời hư tĩnh và đám tăng nhân phía sau vội vàng dừng lại giữa không trung kinh ngạc không thôi đây là phương trượng ở nơi này đi lung tung cũng gặp được một vị cao thủ lục diệp hay là chúng ta trở về đi. Đệ tử cảm thấy Ma Thiên Các không cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đâu. Trên mặt các tăng nhân tràn đầy vẻ xấu hổ. Bọn họ biết rõ Ma Thiên Các rất mạnh, cao thủ nhiều như mây. Kẻ địch của Ma Thiên Các đương nhiên cũng đều là cao thủ. Nhưng mà tùy tiện đi trên đường cũng gặp phải một cao thủ lục diệp thì quả thật lòng tin của bọn họ bị đà kích không ít. Hư tĩnh nhướng mày, trầm giọng nói. Cơ thí chủ có ơn với thiên tuyển tự, nhận của người một phải biết báo đáp mười, nếu các ngươi sợ hãi thì có thể rời khỏi thiên tuyển tự ngay lập tức. Đệ tử không dám, đệ tử biết sai, chúng tăng nhân đồng thanh nói. Hư tĩnh nhìn quanh một lát rồi nói, bình chứng Kim Đình Sơn đã biến mất một khoảng thời gian, đây là thời điểm bọn họ cần chúng ta hỗ trợ nhất. Lâm trận lùi bước là tối kỵ của Phật môn. Đệ tử ghi nhớ. Còn nữa, đừng có ai lại đứng trước mặt lão nạp nói chính ma khác biệt nữa. Khi nói những lời này, cương khí vây quanh hư tĩnh phát tán ra từ phía đệ tử tuân mệnh. Chúng đệ tử đồng thanh nói, A-di-đà Phật, nửa ngày sau, trong đại điện Ma Thiên Các. Lục Châu đang xem giao diện điểm công đức, hiện tại hắn chỉ có 3.700 điểm. Bấy nhiêu đó điểm chỉ miễn cưỡng đủ mua một tấm thẻ một kích trí mạng. Từ khi có lực lượng phi phàm của thiên thư, Lục Châu cảm thấy giá trị của thẻ một kích trí mạng dần dần giảm xuống. Đương nhiên, nếu là đối thủ mà Lục Châu không thể nào giải quyết được, thẻ một kích trí mạng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Thông thường khi gặp phải kẻ như vậy thì Lục Châu cũng không cần phải cân nhắc tới chuyện lời lỗ nữa. Tinh, đánh giết một tên mục tiêu nguyên thần cảnh, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc, Lục Châu khẽ gật đầu, tự nhủ, tên đồ đệ này đúng là đã quen tự do, đến một lá thư cũng không biết gửi về. Lục Châu chẳng biết bây giờ Ngu Thượng Nhung đang ở đâu. Chỉ là nghĩ tới thực lực và tu vi Ngu Thượng Nhung rất thâm hậu nên đành mặc kệ hắn. Ngu Thượng Nhung ở bên ngoài cày điểm công đức là phương thức tốt để phát huy giá trị bản thân. Dù sao trên Kim Đình Sơn đã có Lục Châu và mấy lão đầu tọa chấn, nếu giữ Ngu Thượng Nhung lại đây thì thật lãng phí. Đúng lúc này, Minh Thế Nhân bước vào đại điện bẩm báo. Sư phụ, các tăng nhân thiên tuyển tự cầu kiến. Lục Châu kỳ quái nhìn Minh Thế Nhân, tăng nhân thiên tuyển tự đến Kim Đình Sơn làm gì? Sau khi tứ đại thần tăng không giác, không văn, không trí, không trượng chết, tăng nhân thiên tuyển tự sợ bị trả thù nên đành phải rời khỏi đó. Về sau chẳng biết họ đã rời đi đâu. Và lại Lục Châu cũng không có ý định tìm bọn họ. Sau khi thiên tuyển tự bị đại không tự thanh tẩy một trận thì đã không còn được huy hoàng như trước, chỉ còn lại mỗi hư tĩnh pháp sư là cao thủ, thế nên mới phải dẫn theo đám đệ tử đi ẩn cư. Minh Thế Nhân lắc đầu nói, đồ nhi cũng không biết. Lúc này, lão bát chư hồng cộng tay đeo quyền sáo đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa đại điện, trông có vẻ lại định vừa quỳ vừa lễ bái. Minh Thế Nhân nhướng mày nói, lão bát, là đệ à, mau vào đây. Hắc hắc, chư hồng cộng lạch bạch chạy vào, đồ nhi bái kiến sư phụ. Có chuyện gì? Chư hồng cộng khom người nói, đồ nhi nghe chu Kỳ phong nói có tăng nhân của thiên tuyển tự đến nên mới tới đây nhìn xem. Lục Châu hỏi, thiên tuyển tự đến đây thì liên quan gì ngươi? Chư hồng cộng theo bản năng lấy tay che ngực. Thấy điệu bộ của hắn, Minh Thế Nhân cười ha hả. Sợ bọn họ đến đoạt bảo thiền y của đệ à, Chư Hồng Cộng ngượng ngùng không nói. Minh Thế Nhân vỗ vai hắn. Để không thấy đây là nơi nào sao, tại Ma Thiên Các, có cho bọn họ 10 cái lá gan thì bọn họ cũng không dám ra tay với đệ đâu. Tứ Sư Huynh nói rất có lý. Đúng lúc này, Phan Trọng đã dẫn đoàn người hư tĩnh bước vào bên trong đại điện. Hư tĩnh chấp một tay trước ngực, mấy chục tên tăng nhân sau lưng thì chấp tay hành lễ, đồng thời khom người. A-di-đà Phật, bần tăng tham kiến các vị thí chủ. Lục Châu nhìn mấy chục tăng nhân rồi đáp, không có việc gì thì không đến tam bảo điện nói đi các ngươi tới ma thiên các có việc gì hư tĩnh đáp đền ơn hắn nói ra hai chữ rất đơn giản chư hồng cộng gãi đầu hỏi lại đền ơn phương trượng hư tĩnh chậm rãi nói a di đà phật nguyện dùng hết thảy công đức xem chúng sinh bình đẳng giúp người tiêu tai ta cùng thập phương tam thế sám hối tất thảy tội chứng của chúng sinh dừng lại dừng lại minh thế nhân không kiên nhẫn xua xua tay đừng nói mấy lời không ai hiểu này ta coi như người thật sự đến đền ơn được chưa? Hư tĩnh Pháp Sư không tiếp tục đọc kinh văn nữa. Lục Châu vuốt dâu gật đầu, Lão Phu cũng nghe không hiểu. Hư tĩnh không hề xấu hổ, chỉ đạm mạc nói, bần tăng nghe tin bình chướng Kim Đình Sơn biến mất đã lâu, lấy tác phong của thập đại danh môn tất nhiên sẽ lại ra tay gây sự. Tuy thiên tuyển tự kém xa đại không tự nhưng cũng không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa. Minh Thế Nhân trêu gẹo nói, lần đầu gặp loại người như các ngươi, có phải ta đang nằm mơ không vậy? Nói xong hắn còn giả vờ tự nhéo mình một cái. Hư tĩnh lại nói, thiên tuyển tự mới thu thêm ngàn đệ tử. Chỉ cần bần tăng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đến ngay. Thầy hắn nghĩa chính ngôn từ, đường đường chính chính nói chuyện vô cùng nghiêm túc, minh thế nhân thu lại nụ cười, nhìn về phía sư phụ. Việc này chỉ có sư phụ lão nhân ra người làm chủ được. Lục Châu nhìn lướt qua đám tăng nhân rồi nói, tâm ý của các ngươi, bản tọa nhận, nhưng mà Kim Đình Sơn không gặp phải nguy hiểm gì, ngày mai các ngươi hãy trở về đi hư tĩnh không ngờ lục châu lại trả lời như vậy đúng lúc này giang ái kiếm từ bên ngoài bước vào trên mặt mang theo nụ cười lão tiền bối hãy chờ một chút lục châu nhìn giang ái kiếm vuốt dâu nói ngươi có cao kiến gì cao kiến thì không có nhưng ta có một thấp kiến đây nói đi thiên tuyển tự am hiểu công pháp phật môn bao gồm âm công và trị liệu giang ái kiếm nhìn về phía đám tăng nhân vừa hay gần đây có rất nhiều sự việc kỳ quái xảy ra có thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Có việc kỳ khoái. Vừa từ Tam Tông trở về, Lục Châu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện xung kích lên cửu diệp của Vân Thiên La, nào có thời gian chú ý đến mấy chuyện bên ngoài. Giang Ái Kiếm Đáp. Mấy ngày nay lão tiền bối đi Tam Tông, ta rảnh rỗi không có gì làm nên đi tản bộ xung quanh, phát hiện có rất nhiều nơi xuất hiện dị tượng cây cối khô héo. Thế là ta tò mò nên điều tra thử. Không ngoài dự liệu, ở khu vực phụ cận Thần Đô, Nhĩ Bắc, An Dương, Thượng Nguyên thậm chí là kiếm khư đều xuất hiện loại tình huống này. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, có thể dùng loại thủ đoạn này, chỉ có mình Đại Vu. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, "Đại Vu là tên đại vu đã mai phục bên ngoài Thuận Thiên Uyển." Giang Ái Kiếm gật đầu, "Hạo Nhiên Thiên Cương của Nho môn và công pháp Phật môn đều có thể khắc chế vu thuật, thế nên ta đề nghị giữ bọn họ lại." Nghe nói thế, Minh Thế Nhân liếc mắt nói, "Ta còn tưởng là có chuyện gì." Ma thiên các chúng ta còn cần người khác đến chi viện sao? Buồn cười. Hư tĩnh phương trượng, các người định ở lại Kim Đình Sơn bao lâu? Hư tĩnh phương trượng đáp, đương nhiên là đến ngày đại nạn của cơ thí chủ. Chư Hồng Cộng nghe vậy, vừa định biểu lộ lòng trung thành bằng cách nổi giận mắng mỏ bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ thì Lục Châu đã phất tay nói. Hư tĩnh, hư tĩnh pháp sư lập tức cung kính khom người với Lục Châu. Ngươi đã có lòng muốn đền ơn đáp nghĩa, bản tọa sẽ nhận. Chờ đến khi ba mã đền tội, các ngươi có thể rời đi. E là ngươi không đợi được tới ngày đại nạn của lão phu đâu. Hư Tĩnh nghe vậy bèn chắp một tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Lục Châu phất tay, đưa bọn họ tới Bắc Các. Đồ Nhi và Hư Tĩnh pháp sư có giao tình, để Đồ Nhi đưa bọn họ đi. Chư Hồng Cộng lôi kéo Hư Tĩnh pháp sư ra ngoài đại điện. Vừa ra bên ngoài, Chư Hồng Cộng đã nhịn không được mà nắm lấy tay Hư Tĩnh pháp sư, hai mắt sáng rực. Gặp được ông thật là tốt giúp ta gỡ bỏ mấy trận văn áp chế trên bảo thiền y đi. Hư tĩnh Pháp Sư mỉm cười chắp một tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Đừng có A-di-đà Phật nữa, ma thiên các không có nhiều quy củ như vậy, đi thôi đi thôi. Được rồi, được rồi. Hai người vừa đi tới Bắc Các vừa nói chuyện, đám tăng nhân đi theo sau nghe mà trợn tròn mắt, chẳng biết làm sao. Đại điện lâm vào yên tĩnh. Lục Châu ngồi xuống nói với Minh Thế Nhân, gọi Phan trưởng lão và lãnh trưởng lão tới đây. Đồ nhi tuân mệnh. Không bao lâu sau, Lãnh La và Phan Ly Thiên theo chân Minh Thế Nhân bước vào đại điện. Hai người chắp tay với Lục Châu rồi tự mình ngồi xuống. Không biết các chủ gọi lão hủ đến có việc gì? Phan Ly Thiên hỏi. Lục Châu vuốt dâu đáp, những người còn lại lui ra đi. Minh Thế Nhân và Giang Ái Kiếm sững sờ. Nhóm đại lão định thảo luận chuyện quan trọng gì mà ngay cả bọn hắn cũng phải rời đi. Minh Thế Nhân xua tay, đám nữ đệ tử cũng rời khỏi đại điện. Sư phụ, đồ nhi muốn ở lại nghe một chút, Minh Thế Nhân lấy hết dũng khí nói ra. Hắn có dự cảm việc sư phụ sắp nói cực kỳ quan trọng. Xét về độ thân cận và tín nhiệm thì Minh Thế Nhân tự nhận mình không hề thua kém Lãnh La và Phan Ly Thiên. Giang Ái Kiếm cũng không người nói, chuyện này, lão tiền bối, ngài cứ coi ta là một cây cột cũng được. Ta chỉ đứng yên ở đây, cho dù nghe được chuyện gì cũng tuyệt không truyền ra bên ngoài. Lục Châu nhìn hai người rồi nói, các ngươi muốn lưu lại cũng được, vậy thì cứ nghe cho rõ. Đồ Nhi Tuần Mệnh đa tạ lão tiền bối. Lãnh La và Phan Ly Thiên lộ vẻ mặt chờ mong. Việc có thể khiến cho các chủ trịnh trọng như vậy chắc chắn không phải là việc tầm thường. Ánh mắt Lục Châu nhìn về phía Lãnh La và Phan Ly Thiên, rốt cuộc cũng mở miệng. Trong lúc đánh cờ thiên địa tại thánh địa La Tông, bản tọa đã tìm ra phương pháp đột phá cửu diệp. Cho dù Lãnh La và Phan Ly Thiên đều là nhân vật có kiến thức rộng rãi, nhưng khi nghe được câu nói này bọn họ cũng kinh hãi suýt nhảy khỏi ghế. Giang Ái Kiếm lảo đảo té phịch xuống ghế. Minh Thế Nhân ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập rung động nhìn sư phụ. Lãnh La rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm run rẩy khàn khàn, các chủ đã tìm thấy đáp án từ những nước cờ. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Vân Thiên La phong ấn kinh nghiệm xung kích cửu diệp của hắn trong bàn cờ. Tuy rằng chỉ tham khảo được từ số ít người, nhưng kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm bản thân trong quá khứ, Lục Châu vẫn đưa ra được phán đoán. Thứ thực sự trói buộc tu hành giả khi tấn thăng cửu diệp chính là kim liên dưới chướng pháp thân bách kiếp động minh. Bốn người sửng sốt, hoàn toàn không biết nên nói gì, bởi vì câu nói này của Lục Châu đã đi ngược lại với thưởng thức cơ bản trong giới tu hành. Mọi người đều biết tu hành giả đều lấy việc ngưng tụ pháp thân bách kiếp động minh làm mục tiêu. Mà Kim Liên dưới chướng chính là minh chứng của việc kẻ đó là cao thủ.